cùng em lên một số mã máy mài, máy khoan, máy cắt, máy thổi bụi. Chỉ có dưới 650 ngàn thôi các bác nha. Giá phải nói rất là rẻ nha. Rồi là những cái khối pin ơi, dòng xả cao, dung lượng lớn 15 cell, 20 cell, giá thì quá là bèo rồi. Đây các bác ơi, tầm này có quạt pin này, đèn pin rồi, rồi rất là nhiều các mã máy, giá chỉ có vài trăm cành thôi. Đây một cái mã quạt pin này. Quạt pin xoay cho em nhé. Quạt pin xoay hàng của Bosun. Ơi gắn vô một khối pin thử cho khách hàng nhà em xoay luôn. Nó sẽ gặp như này này, các bác phải các bác xoay ngược lại cho em nhá. Rồi, để làm sao cho cái công tắc này phía sau này có hai tốc độ cho em, 1 2 và lại còn có cả xoay cho em luôn nhá. Đây gắn vô pin và test thử luôn. Wow. Rồi, nó đang bị đặt vào đằng sau này. Mọi người bẻ lại cho em nhá. Rồi em để xoay để mọi người ơi. Wow, xoay 180 độ thì mọi người ai ai đều cũng có thể mát luôn giúp em. Nhỏ gọn thế này, lồng bằng nhựa, lồng bằng kim loại nhá, cánh bằng nhựa cho em, rồi dừng lại cho em nhá. Ok, dời lại để một mình mát này. Rồi là có để tốc số 2 này và tốc số 1 cho em. Hai cấp chỉnh tốc độ giúp em các bác nhá. Cứ chân phổ thông là xài ok. Quạt pin 8 inch xoay của Bosun thế này. Giá xe hiện tại có 230 cành thôi các bác nhá. 230 em bao phí vận chuyển luôn, nhận hàng kiểm tra ok là trước khi anh cản cho em này. Rồi là một cái mã máy xe ốc mỏ bù lông. Trời ơi không biết là giá kiểu gì thế này mà giá chỉ có hơn 300 ngàn. Một con hàng công ty này, hàng chính hãng này, mà đệ được bảo hành cho em là 6 tháng trên toàn quốc nha. Bu lông đầu rỗng 2-1 của Hukan. Con này bao nhiêu ạ? 320 Newton mà giá có 370 ngàn. Rồi, logo Hukan dập đổi cho em nhé. Bu lông là bu lông đầu rỗng này. Vừa có thể xiết ốc, vừa có thể bắn vít bắn tôn. Hàng motor Brookless không chổ than các bác nha. Đèn led thì rất là sáng đây rồi. Rồi, gắn thử vô pin này. Máy sẽ có hai cấp chỉnh tốc này. Tốc 1 cho em này. Và tốc số 2 này. 20 new của Hukan, giá hiện tại tới tay tất cả khách hàng nhà em thì chỉ có là 370 ngàn nhá. Em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người ạ. Rồi, bảo hành 6 tháng luôn các anh nhá. Tốc 1 của nó sẽ là từ 0 đến 1280 vòng và tốc 2 là 2410 vòng cho em. Hàng công ty, hàng hãng mà giá sale quá là bèo luôn rồi. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì em cũng về rất là nhiều các mã pin. Rồi, lên cho em một số mã pin. Phải nói đang bán rất là nhiều ra ngoài thị trường luôn. Khách hàng ủng hộ cũng quá trời luôn. Đây này, pin thì pin có pin mà phổ thông này. Giá nó rẻ. Để các bác anh em dùng cái gì ạ? Dùng thứ nhất là dùng quạt pin, đèn pin, máy khoan, máy bu lông, máy chuyên vít, máy đầu kẹp 13 ly này. Đó, ngoài ra thì nếu mà cũng có thể các bác anh em mài dùng sơ cua cho em thôi. Những cái mài, những cái quả pin này, quả pin rẻ thì dùng mã máy mài nó sẽ không được ổn định như những cái mã pin cao cấp hơn nhá. Con này cho em, những con này nhưng mà em đã có test thử máy mài rồi nhá, test thử máy mài không ngắt mạch luôn rồi. Cũng có ghi ép thử máy mài cho bác anh em xem luôn rồi. 15 cell của Drama cũng có báo pin nhá, chân phổ thông. Con này vừa chạy được máy zin, máy Nhật, máy hãng và vừa chạy tất cả các máy chân phổ thông. Mà giá hiện tại có 270 ngàn một quả thôi nhá. 270 một quả thôi. Em bao phí vận chuyển toàn quốc rồi các bác ạ. Và đây là 15 cell. Em có test cái quả này với một cái thân quả này. Test quả với thân quả này. Với tốc độ cao các bác có thể chạy cho em là khoảng tầm 7-8 tiếng. Khoảng 8 tiếng luôn. Tốc độ thấp hơn thì có thể chạy được lâu hơn nhá. Đấy. Ngon quá trời luôn rồi. Nhà mà có trẻ con nhỏ hay là các bác nhà em mà đi du lịch, đi picnic, đi chơi cầm cái quạt nhỏ thì cầm cái ba quả pin này đi. Quá ok luôn. Một quả 15 cell mà giá có 270 ngàn này. Các bác dùng ít vừa phải cũng thể quất con này cho em. Ngoài ra muốn dung lượng lớn hơn này, đây, cao hơn tham khảo luôn cho em. Vừa nãy là con 15 cell và đây sẽ là quả 20 cell nhé. 20 cell Drama, mạch pin của nó sẽ là mạch pin 4 MOSFET, chân pin phổ thông và cũng có báo pin nhá. Con này là hết pin rồi này. Rồi, đang hết pin nhá. Các bác nhớ lưu ý hộ em là khi mua pin về thì các bác phải xài đầy pin thì hãy sử dụng. Nó mới đạt được hiệu quả tốt nhất nhá. Rồi. 20 cell Drama 480 ngàn và bao phí vận chuyển. Ngoài ra ngày hôm nay đây, má cao cấp hơn là cũng có luôn. Cao cấp hơn thì có dòng Plus nha. Dòng Plus là dòng cao cấp của Drama rồi. Rồi, Drama thường, Drama Plus và Drama Ultra. Cùng em tham khảo xem, tìm hiểu xem nó khác nhau điểm gì nha.
Em đang cầm là hai quả plus, một quả 15 cell plus và một quả 20 cell plus. Mạch của nó đều là mạch pin 6 MOSFET, vừa xài máy zin, máy nhật, máy hãng và vừa xài tất cả các máy chân phổ thông nhá. Anh em làm thợ thuyền mà cần tìm một con mã pin mà có chất lượng khá thì đây tham khảo con này cho em. Rồi, mạch pin 6 MOSFET luôn giúp em nhá. Có bào pin chân phổ thông này, dòng plus của Drama, 15 cell thế này 440.000 cho em nhá. Và 20 cell 590 cành thôi các bác ạ. Cần pin dung lượng như thế nào và dòng xả ra sao thì con có thể tham khảo một cái mã pin hợp lý. Ngoài ra mã này thì được nói là phải nói là cực kỳ tiện dụng của dòng này. Sao mà em lại nói nó tiện dụng? Thứ nhất cho em pin dòng xả cao rồi, có báo pin này. Đây, mã nào cũng thế luôn, có báo pin luôn giúp em nhá. Chân phổ thông, chân M21, vừa xài máy zin, máy nhật, máy hãng và vừa xài tất cả các máy chân phổ thông cho em. Khoan mài đục bê tông các kiểu luôn giúp em nhá. Còn có cả lỗ cắm chân kim. Rồi, đặc biệt nhất ở mã này thì sẽ là cái gì ạ? Sẽ là có cái cổng USB. Cổng USB để các bác anh em có thể là sạc được điện thoại nhá. Đi làm công trình, mang máy khoan đi làm công trình mà hết pin của điện thoại mình mới hết pin, sạc luôn cho em, cắm dây nguồn vô đây và các bác anh em sạc luôn nhá. 15 cell Drama Ultra, mã cao cấp nhất hiện tại cho em, giá tới tay khách hàng nhà em sẽ là 600.000 nhá. 600.000 em bao phí ship này. Nhận hàng các bác sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi toàn nhá. Mã cao cấp nhất luôn các bác ạ. Ngoài ra đây, ngoài ra thì rất là nhiều các cái mã thân máy phục vụ khách hàng nhà em. Nếu có pin sẵn rồi thì các bác cứ quất thân máy luôn. Đây nha, một cái mã máy siết ốc mở bộ lông. Dòng này của Workfix các bác nhá. Workfix để Himoki hay Bosun đều cùng chung công ty thực sự ra với các bác anh em. Và em thấy nhá, chất lượng ngon mà giá nó rẻ. Workfix con này là con 450 new. Rất ít đơn vị họ làm mã này mà họ làm dòng đầu rỗng. Đây, đầu rỗng luôn cho em. Mà chân pin phổ thông nhá, vừa xài siết ốc ngon và vừa xài các anh em bắn vít bắn tôn lực nó lại lớn nữa cơ. Mà đi bắn máy tôn con này thì đúng là quá ngon, quá ngọt rồi các bác ạ. Con này em cũng có video test thử mở ốc 21 của bánh xe ô tô 7 chỗ rồi nhá. Giá sale hiện tại bình thường của nó sẽ là 590.000, nhưng mà sale hiện tại còn có 560 thôi nhá. 450 new này, vòng tua từ 0 đến 2.900 vòng phút cho em. Đầu của nó đầu 1/2 nhá, đầu rỗng cho em thế này. 560 bao phí vận chuyển các bác ạ. Ngoài ra thì đây một cái mã cưa xích, chương trình con này rất là tốt. Chương trình giá tốt mà hời luôn các nhá. Mua một thân máy sẽ được tặng kèm một sợi xích sơ cua nhá. Rồi, mua một thân máy con cưa xích này được tặng kèm một sợi xích sơ cua 6 inch như này cho em nhá. Rồi sau bao ngày hết xích thì ngày hôm nay em về xích rồi nên xin phép các bác mua hàng này em vẫn kỷ niệm cho mọi người luôn nha. Hoan hỉ luôn mà giá vẫn không đổi. Có tặng thêm sợi xích 60.000 nhưng mà giá này em vẫn bán cho bác như giá bình thường luôn. Như giá là không tặng xích. Rồi, được thêm 60.000 luôn cho em mà giá các bác phải trả vẫn vậy. Có 530.000 thôi nhá. 530. Một thân con cưa xích của Hukan 6 inch này. Có lam, có xích, có dụng cụ bảo vệ và có vị trí để các bác anh em tra dầu mỡ vô đây. Con này thì cắt nghe em, nghe em tiếng máy. Cực kỳ bén luôn cho em nhé. 530 coi nhá, 530, mua 1 tặng 1 rồi. Mua 1 tặng 1 thế này, hoan hỉ luôn các bác ạ. Làm trên cao nhiều thì đồ pin phải nói là cực kỳ tiện dụng và chuẩn bài luôn. Em đang cầm là một con mã máy mài pin Gorikman các bác ơi. Đây, nhìn hộ em này. Logo của nó sẽ là logo dập nổi. Và những mã máy logo dập nổi thì chắc chắn một điều với em sẽ là dòng chính hãng hàng công ty. Con này thì là công ty thương hiệu của Hukan họ sản xuất nha các bác. Đường gân này, có đường gân chống chân trượt cho mọi người luôn. Cầm cực kỳ chắc chắn, cực kỳ chắc tay luôn. Đi kèm theo sẽ là các cái dụng cụ bảo vệ cho em nhé. Như dụng cụ chắn này, tay cầm phụ và tay mở lưỡi này, công tắc bóp cò. Con này mã là 55100 nhé, 55100 của Gorikman. Mua thân máy bảo hành 6 tháng mà giá chỉ có hơn 400.000. Cụ thể cho em sẽ là 450.000 quá nhá. Xe 450 luôn. Đây này. Tốc số 1 cho em tương ứng của nó sẽ là 4.200 vòng một phút này. Tốc 2 là 5.750 vòng và tốc số 3. Rồi. 7.550 vòng cho em các bác nha. Thân mã máy mài Gorikman giúp em nha. Một thân máy này đang sale về có 450 thôi, bao phí vận chuyển rồi nhá. Nhà hàng các bác sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Và ngoài Gorikman ra thì đây, Navara, Hukan,
toàn bộ sẽ đều là những các cái mã máy em đang bán rất là chạy, và ngày hôm nay có chương trình sale giá giảm rồi. Đây, bưởng nhôm của này quá là xịn sò luôn rồi. Có dụng cụ chắn, có tay cầm phụ và có tay mở lưỡi. Con nào cũng sẽ có các bác ạ. Và nghe em cái tiếng máy vòng tua, vòng tốc của con này, xem là có ngon, thực sự ngon như lời em quảng cáo, lời em giới thiệu không nhá. Wow wow. Tốc 1 cho em này, 4 là cao nhất này, tốc số 3 này, tốc số 2 này và tốc số 1. Con này được khách hàng đánh giá là nó phải nói là khỏe, nhưng mà chạy cũng khá là êm ái nhá. Vòng tua vòng tốc cao, khỏe mà chạy khá là êm ái luôn cho em. Navara mã 8001. Mài pin Navara 8001 nó sẽ xài những khối pin chân phổ thông này. Khoảng cách 2 chân pin là 4 phân là ok là luôn nhá. Đây, 4 cấp chỉnh tốc này, tốc 1 3000, tốc 2 6000, tốc 3 9000, tốc thứ 4 là 12000 vòng cho em. Lưỡi sẽ là lưỡi một tấc và giá hiện tại để phục vụ các bác nhà em với mức giá sale chỉ còn có 500.000 một thân máy nhá. Hàng công ty mình sẽ được bảo hành cho em là 6 tháng trên toàn quốc các bác nhá. Ngoài ra một cái mã sản phẩm bán cực kỳ là chạy trên thị trường trong thời gian vừa qua. Đây, con này lên cho em này. Lên luôn cho em đang cầm này. Mã máy mài 6.900 của Hukan. Rồi ok này, rơi tự ngắt cho em này. Con này này. Đây nha, các bác thấy không? Vẫn đang để đây này. Rồi. Ok, em sẽ tắt đi này và sẽ bật lại cho các bác nghe em xem nhá. Vỡ đá là tự ngắt và văng tay là cũng sẽ tự ngắt luôn các anh nhá. Rồi. Ok nha. Và con này sẽ có là 3 cấp chỉnh tốc cho em. Tốc số 2 này, tốc số 1 này. Tốc 1 cho em, tốc số 2 này và tốc số 3 các bác nhá. Có màn hình hiển thị cái tốc độ luôn cho các bác nha. Mà cái mã màu xám xi măng luôn. Mã màu xám xi măng cho em như thế này luôn. Hàng công ty bảo hành là 6 tháng trên toàn quốc. Một bầu trời công nghệ luôn rồi. 3 tính năng cực kỳ an toàn. An toàn tuyệt đối cho thợ thuyền mới vô nghề, hoặc là các bác đã làm kỳ cựu lâu năm rồi. Con này con 6.900 của Huka nhá. Thân mã máy mài 6.900, giá sale về chỉ còn có 650.000 thôi các bác nhá. Tính năng quá là yên tâm cho mọi người để sử dụng, để mang đi làm công trình rồi. Và rồi đây các bác ơi, nếu mà cưa xích thì để các bác nhà em mà đi cưa cây tỉa cành, thì cưa kiếm sẽ phục vụ các bác em khoét trần vách thạch cao, làm đồ điện nước. Đôi thì lấy cho em này. Đây là con mã cưa kiếm của Navara các bác nhá. Đi kèm theo của nó sẽ là có 4 này, 1, 2, 3, 4. 4 lưỡi cưa đi kèm, trong đó có 2 lưỡi cưa gỗ và 2 lưỡi cưa sắt các bác nhá. Thì đây em gắn thử vô pin, test thử luôn cho khách hàng em xem luôn đi ạ. Trời ơi, đặc biệt luôn này. Đi kèm theo còn là một cái hộp đựng để đựng máy luôn. Mà giá hiện tại nó sốc luôn này. Có 400 ngàn thôi ạ. Có 400 ngàn là các bác sở hữu ngay cho em một thân cưa kiếm như thế này. Bao phí ship rồi. Rồi. Cứ chân phổ thông là các bác xài ok la luôn. Có hộp đựng còn có cả lưỡi này mà có 400 cảnh thôi các bác ạ. Ngoài ra đây, một cái mã máy máy khoan đầu kẹp 13 ly có Hukan này, giá sale này, có Navara, chương trình giá cực kỳ tốt luôn cho em này. Hukan em đang cầm sẽ là con 5022 CT cho em nhé. Rồi, con này tốc 1 của nó sẽ là 400 vòng một phút và tốc 2 là 1450 vòng. Với lực mô men xoắn của nó sẽ là 60 Newton quá nhá, 60 Newton này. Hukan 60 Newton thế này. Giá sale cho mọi người chỉ có là 400 ngàn và em bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Rồi, motor sẽ là motor 775 quá nhá, motor 775. 2 cấp chỉnh tốc của người có thể gạt trên thân, 20 cấp trượt và 3 chức năng nhá. Đầu 13 ly luôn mà có 400 ngàn, em bao phí ship. Ngoài ra thì có tiếp luôn cho em là một cái mã máy khoan. Máy khoan Navara. Navara thì phải nói là không cần quảng cáo nhiều mà em đã bán quá trời ra thị trường luôn rồi. Đầu 13 ly đầu lốc có khóa trục, con này 20 cấp trượt và 3 chức năng. Đây, Navara mã 7003 cho em nhé, 7003 các bác ơi. Chân phổ thông, chân M21 và motor Brulette không trổi than. Giá hiện tại sale về còn 580 ngàn nhá, 580 cho em.
580 ngàn là sử dụng nguyên cho em một cái thân máy như thế này. Rồi, chân phổ thông, chân M21 Makita là xài ok la luôn rồi. Và tầm này cho em nhá, thổi bụi, thổi gió, thổi lá, thổi lửa, nói chung là thổi bất cứ cái gì các bác nhà em cần thổi luôn. Nó cũng là Navara. Rồi, bay luôn quá nhá. Nhiều em, trời ơi, trời ơi, thật sự luôn. À. Thổi bụi pin của Navara sẽ phục vụ khách hàng nhà em. Các bác nào mà các bác cần cái tính tiện dụng, nhiều khi anh em mà chạy xe dịch vụ á, đây, cầm món này mua này, thổi bụi trên xe cho em, hay là thổi gió, thổi lá, thổi lửa, mang đến bất cứ nơi đâu. Đồ pin thì bởi vì là nó tính tiện dụng của nó khá là cao, mọi người có thể mang sách đi mọi lúc mọi nơi được. Và giá con này bình thường của nó sẽ là 320 ngàn, thì ngày hôm nay sale cho các bác khách hàng nghe em. Mã máy thổi bụi pin của Navara, vừa hút vừa thổi cho em nhé. Thổi cắm ống vô đây và hút bụi thì các bác nghe em cắm ống vô giữa như thế này nhá. Rồi, giá hiện tại thì chỉ còn có là 300 ngàn nhá. 300 ngàn thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người. Nhận hàng là mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi toán nhá. Và thời điểm này nóng bức mùa hè, ngoài quạt pin ra thì mọi người phải nói là sử dụng đèn pin rất là nhiều. Đèn pin các mã đèn của Hukan thì toàn bộ nó sẽ đều có hai cổng USB để mọi người sạc vào điện thoại nhá. Em cầm là cái đèn nhỏ nhất này, của nó là 12 bóng led tương ứng là công suất 15W cho em các bác nhá. Rồi, giá hiện tại cho em thì chỉ có là 170 ngàn nhá, 170 cho em. 170, em bao phí ship nhà mọi người kiểm tra ok trước khi toán này. Rồi là cái đèn 27W là sẽ là cái đèn vuông. Đèn này thì sẽ là cái mã mà phổ thông nhất cho em. Bởi vì là sao? Cái công suất của nó vừa phải, mọi người có thể là tiết kiệm được pin. Này còn có hai cổng sạc USB luôn. 27W cho em mà giá hiện tại tới tay mọi người có 190 ngàn các bác nha. Ngoài ra mà các anh em muốn cái công suất lớn hơn thì có thể tham khảo. Đây, một cái đèn 70W và đây là một cái đèn 90W cho mọi người luôn nhá. 70W này, một công suất của nó là 70W và cái nó sẽ có là 48 mắt led cho em nhá. Giá hiện tại có là 300 ngàn em bao phí ship này. Ngoài ra đây 90W này, sale luôn mọi người ơi. 90W phải là công suất của nó rất là lớn và rất là sáng luôn nhá. Mà giá hiện tại mọi người tới tay mọi người chỉ có là 350. 350 cành cho em các bác ạ. Ngoài ra thì một cái mã sản phẩm phải nói là quá tiện dụng, đó là một cái kích. Một cái kích từ 18-21V, từ khối pin 18-21V lên điện lưới 220 cho em. Đây, gắn vô thế này. Có thể chạy được cho em các thiết bị dưới 180W. Đây là cái màn hình hiển thị cái điện áp của quả pin này, công tắc bật mở đây rồi. Và đây sẽ là có 3 cái cổng sạc USB, trong đó hai cổng màu trắng là cổng sạc thường và cổng màu cam sẽ là cổng sạc nhanh. Rồi. Quá là tiện dụng. Nhiều khi với cái này này, nhiều khi với sản phẩm này thì các anh em thời tiết mất điện thì mọi người vẫn có thể dùng cái gì ạ? Vẫn có thể dùng được cái wifi này, vẫn có thể dùng được đèn cho em. Đặc biệt lưu ý là không dùng được quạt nha. Giá hiện tại là 230 ngàn mọi người nhá. Đây nha, và một cái mã quạt. Rồi, và tiếp nếu mà cần một cái quạt to hơn thì tham khảo luôn cho em. Quạt pin 10 inch của Navara các bác nha. Trời ơi, rồi, quạt này vừa xài điện lưới thông thường vừa xài pin. Mua thân quạt đã được đi kèm luôn một cái củ nguồn này để vô xài điện lưới luôn các bác. Ngoài ra phía đằng này, phía đằng sau sẽ là cái để các bác nghe em gài pin vô. Đây còn có chỉnh áp nhá, chỉnh áp vô cấp luôn, cực kỳ tiện dụng luôn. Gài pin vô thì mọi người phải nói là mang sách đi du lịch, đi picnic các kiểu có là điều luôn. Mà giá thanh lý cho mọi người chỉ có là 450 ngàn em bao phí vận chuyển mọi người nhá. Gọi cho em con này là quạt chân quỳ tay sách. Rồi, tay sách lên và chân quỳ như này, cực kỳ tiện dụng luôn. Đó, phải nói là thực sự là rất là rẻ luôn các bác ơi. Ngày hôm nay các bác có nhu cầu đèn này, có nhu cầu quạt hay có nhu cầu mã máy khoan nào, có thể alo trực tiếp cho nhà em qua tất cả các đầu số là 0929 826 628 hoặc 0369 826 628 các bác nha. Xin chào tất cả mọi người ạ.